Trận đấu thứ 3 đã được bắt đầu. Khủng Long đang tạm dẫn với tỷ số 2-0. Lần này thì Khủng Long không đánh theo phong cách Trung Quốc được nữa rồi. Không có hươu voi gần nhà. Mỏ quả cũng không được quá đẹp. Chỉ có 4 cây thẳng hàng thôi và 2 cây chạy đi đâu mất rồi. Khủng Long cắt hẳn 2 dân đi dò. Thấy một con voi. Có lẽ anh sẽ câu về. Một dân vẫn tiếp tục dò phía xa xa. Dân đã dính một hit. Đồ đèo. Không dính thêm hết nào. Tốc độ 1.5. Cầu vòi rất dễ. Rừng nhà Khủng Long rất đẹp rồi. Những cánh rừng rất to bao quanh nhà. BS đầu sẽ được Khủng Long đóng. Vâng, đây rồi. Một bầy hươu có 6 con. BS đầu, Khủng Long đã đẩy dân lên ở vị trí đóng, sẽ đóng BS đầu. Tuy nhiên gỗ chưa đủ. Ở phía cánh trái nhà Khủng Long có một con hươu đang đứng ở cạnh rừng. Không biết những con hươu còn lại đâu mất rồi. Anh đang cắt dân ra để ăn bầy hươu phụ. Bầy hươu phụ nhà Khủng Long có 6 con. Đây rồi. Như vậy những con hươu còn lại trong bầy hươu chính nằm ở phía bên trong rừng. Anh đang chờ gỗ để thiết kế chiếc BS. Thêm một bầy hươu nữa. Một trận toàn hươu. Dần chờ gỗ CBS quá lâu. Không được rồi, một trận kích đầy hơi muộn. 9 phút 52 giây. Khủng Long kích đầy 2 với 26 dân.
Alamos. Rogus. Alamos. Alamos. Rogus. Alamos. Chlorate. Có vẻ như khủng long sẽ không ăn bầy hươu thứ ba. Nếu mà như vậy thì có thể đồ ăn của anh sẽ không đủ để lên đời đâu. Đây rồi, một con voi rất quý. Khủng long phải chộp lấy ngay. Chắc chắn là không có con voi này. Khủng long sẽ phải ăn bầy hươu thứ ba mới có thể lên đời. Vẫn chưa có ai tăng speed. Các game thủ vẫn có vẻ như trận này có khá nhiều việc để làm. Một pha loay hoay đóng nhà tương đối lâu của khủng long. Tuy nhiên vẫn còn sớm, đồ ăn thì còn lâu mới đủ. Nhiều hơn khủng long một dân. Chiếc BS thứ ba của khủng long. Còn mình như vậy là anh đánh với 27 dân ở đời 2 và cộng 1 dân là 28 rồi. Có vẻ như cũng là một trận lên đồi không được sớm của Hoàng Anh Nhi. Tuy nhiên vẫn sớm hơn khủng long. Trận này khủng long chỉ đủ lực để đánh 4 BA thôi. Như vậy là lên đời cũng chỉ Hoàng Anh Nhi cũng chỉ lên đời sớm hơn khủng long 1-2 giây thôi. Toàn bộ số quân khủng long đang thủ. Xuất hiện quân của Hoàng Mai Nhi rồi, ngay phía nhà BA của khủng long. Anh cũng đã phát hiện ra, lập tức cho quân đi tìm. Hoàng Mai Nhi én rất nhanh. Như vậy Hoàng Mai Nhi đánh với 5 BA. Khủng long do lo sợ Hoàng Mai Nhi dùng kế nghi binh, dụ đạo quân của mình đi và chạy đạo quân khác vào. Anh quay về thủ. Tên quân thứ hai của Hoàng Mai Nhi xuất hiện phía cánh trái nhà khủng long, bắn vào bầu gỗ và chạy rất nhanh. Nhưng khủng long vẫn đuổi theo kịp. Chết một cung ngờ. Dồn theo. Nâng cấp luôn chặt gỗ lần hai. Rất sớm. Đồng thời tăng A.
Đạo quân của Hoàng Mai Nhi có vẻ như lại quay về chiếc BS. Móc lốp mỏ gỗ khủng long tiếp. Đã gặp rồi. Đây là nhờ Hoàng Mai Nhi. Phía cánh trái nhà khủng long đã rất kín. Bốn cung giờ của Hoàng Mai Nhi không làm ăn được gì. Phía cánh phải nhà Hoàng Mai Nhi siêu kín. Đê chắn sóng ở bên ngoài và rừng ở bên trong. Và bắt quân chăng? Rất đông cung. Vâng, vẻ chặn quân địch, không cho đuổi theo. Tuy nhiên không được rồi, bị vây tứ phía. Làm thế nào bây giờ? Thôi để nó chết thôi. Vâng, cứ tưởng là thoát. Hoàng Mai Nhi rất đông quân, liên tục là những pha vẻ e. Phút thứ 22, thương lai của khủng long mới được 68 thôi. Một trận lực yếu của anh. Chắc chắn khủng long sẽ phải thu về đánh thế thủ, đồng thời phát triển tay to. Anh đã bắt đầu xây BN, BCBN rồi. Và đào vàng và nâng cấp đầu máu sớm. Số lượng dân bằng nhau, tuy nhiên Hoàng Mai Nhi tham lai to hơn, sóc được nhiều quân hơn. Rất đông quân của Hoàng Mai Nhi đang bắn điên cuồng vào chiếc BM và những chiếc BE của khủng long từ cánh trái. Thêm một đạo quân đang bắn BC. Khủng long vẫn chưa vội vàng xông ra. Vừa bắn được vài phát cung thì Hoàng Mai Nhi én ngay. Lỗi nhà dân rồi. Quá nhiều nhà dân bị bắn hạ. Khủng long vẫn đang canh giấc, canh dốc. Không thể vào được. Khủng long thủ nhà rất chắc, đứng ở những vị trí khá hiểm. Và một pha nâng cấp máu. Có nổ nhà không? Không cho dân ra sửa. Nếu như Hoàng Mai Nhi chảy cối bắn nổ chiếc BC thì rất phí phạm. Hoàng Mai Nhi liên tục tìm cách móc máy khủng long. Vâng, chiếc BC rất nguy hiểm, cực kỳ đông quân Hoàng Mai Nhi bên ngoài. Vâng, tuy nhiên nâng cấp xong máu rồi, bây giờ cho bắn đổ thoải mái. Ngựa bị mắc tắc đường, rất tiếc cho khủng long ở pha vừa rồi. Một pha tắc đường của ngựa không đẩy lên hỗ trợ đạo quân bên ngoài kịp thời. Tuy nhiên ngựa anh đã có máu, nâng cấp xong máu. Lợi thế rất lớn và đứng vây xung quanh. Số quân này của Hoàng Mai Nhi sẽ chết hết. Hoàng Mai Nhi nhận ra được sự nguy hiểm, anh lập tức rút lui. Long đang đánh hoàn toàn là thế thủ. Thank you.
timeline vẫn Hoàng Mai Nhi vẫn nhỉnh hơn một chút, số dân thì tương đương. Như vậy là Hoàng Mai Nhi cũng đã nâng cấp xong máu ngựa. Một pha đứng quân rất tốt của khủng long. Anh nhử Hoàng Mai Nhi ra phía con dốc, cứ tưởng Hoàng Mai Nhi cứ tưởng đứng trên dốc đó là nhân quân khủng long dàn quân rất rộng và đông hơn rất nhiều. Một đạo quân rất lớn của khủng long đang vòng ra phía sau. Anh sẽ tổ chức bắt quân của Hoàng Mai Nhi, liệu có thành công không? Phải chờ Hoàng Mai Nhi xông lên đã. Không, khủng long quá vội vàng. Dân của Hoàng Mai Nhi đang rất nhiều, 7-8 dân rồi. Một pha quá vội vàng của khủng long, anh phải chờ Hoàng Mai Nhi xông lên phía sườn dốc. Lúc đấy mới đẩy đạo quân thứ hai lên. Hoàng Mai Nhi sẽ không thể chạy thoát được. Điểm số của Hoàng Mai Nhi đang rất cao. Chắc chắn là Hoàng Mai Nhi có hướng mật 4. Giờ này có lẽ anh đã đào được rất nhiều vàng rồi. Quân của Hoàng Mai Nhi cũng vẫn còn tương đối đông. Khủng long chưa thể tấn công mà làm khó dễ cho Hoàng Mai Nhi ngay được. Một đạo quân của Hoàng Mai Nhi đang vòng ra phía sau. Quá đông. Quân của Hoàng Mai Nhi còn đông hơn cả quân của khủng long. Một đạo quân tiếp viện của khủng long đến và số quân là tương đương. Liên tục sọc đổ rất nhiều nhà bia. Điểm số của Hoàng Mai Nhi rất cao. Có lẽ chỉ ít phút nữa thôi anh sẽ lập 4 thành công. Vâng, đào được 1.500 vàng rồi. Và số dân của Hoàng Mai Nhi đã dừng lại ở thời điểm 78 dân, chỉ tăng lên 1 dân là 79. Chắc chắn là Hoàng Mai Nhi đã kích 4 xong. Kích 4 từ lâu. Vâng, như vậy đúng là Hoàng Mai Nhi đã lên 4 xong rồi. Quá khó khăn cho khủng long ở trận đấu này. Xem timeline, chuẩn bị quýt. Vâng, một tỷ số được rút ngắn còn 1-2 cho Hoàng Mai Nhi. Trận đấu rất hay của hai game thủ.